giờ mình sẽ chấm bưởi. Đấy, bưởi với mắm tôm. Đó. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Hùng đây. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật là vui vẻ nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip mới đó. Hôm nay mình sẽ chấm tất cả mọi thứ của mọi người ạ. Đó, mọi người đã biết đây là gì không? Đó, đây là cà phê này. Còn đây là mắm tôm. Đó, còn đây là tương ớt. Đó mọi người. Và clip ngày hôm nay mình sẽ chấm tất cả mọi thứ bằng ba cái nước chấm này đó. Ba nước chấm này, cà phê này, mắm tôm và tương ớt nha mọi người. Đó. Ok, giờ mình sẽ chấm quả táo này trước nha mọi người. Đó. Đây mình sẽ chấm với cà phê trước nha. Đây là quả táo nha này. Đó, thử xem nào. Đó. Đó. Đấy. Giờ mình sẽ ăn thử em nó như thế nào nhá. Rồi, mùi vị của nó rất ngon nhá, ăn rất là dễ luôn, chấm cà phê ăn rất là dễ luôn này. Ngon, cảm giác vẫn ngon, ngon quá. Tiếp theo giờ mình sẽ chấm với mắm tôm. Đó, đây là mắm tôm nha mọi người. Đấy, chấm vào trên này. Chấm với mắm tôm nhá. Mình nghĩ nó rất là khắm luôn thật. Ok, giờ mình vì clip mình sẽ ăn. Giờ mình sẽ ăn nha. Mùi rất là kinh luôn. Thề luôn các bạn, mùi. Đây. Chết. Thật là cảm giác khi mình chấm với mắm tôm là cái cảm giác là không thể nào mà mình có thể tả được cái cảm giác đó, bởi vì mắm tôm rất là mùi, rất là kinh, rồi còn ăn với quả táo nữa. Ôi trời ơi. Thề luôn các bạn. Rất là mùi, rất là mùi thối luôn đấy các bạn ạ. Cái mắm tôm này nó mùi thối và ăn với cái ngọt nó còn mặn mặn nữa. Ui ôi. Thôi, bỏ qua. Đó. Tiếp theo là mình sẽ chấm với tương ớt. Đó, tương ớt thật sự là quả táo chấm với tương ớt rất là ăn rất dễ rồi. Đó, mình sẽ thử chấm ăn xem. Đó, nha. Mời tất cả bạn nha. Cảm giác kiểu quả táo này nó bùi bùi, ăn nó rất dễ tan nhá, và chấm vào tương ớt cay cay nó ăn kiểu khó tả lắm, kiểu ăn nó cũng không kém gì là mắm tôm thôi, sau mắm tôm thôi. Tiếp theo đây là mình sẽ chấm với tiếp với đây là củ cà rốt đó mọi người nhá. Đó, rồi mình sẽ chấm với củ cà rốt. Đây, các bạn xem này. Đó, chấm ngập luôn. Sẽ ăn lần đầu tiên ăn cà rốt luôn đấy thật. Mình chưa ăn cà rốt sống bao giờ cả. Ôi trời ơi. Cảm giác rất là ngon. Nói chung là mình chấm với cà phê là ăn rất là phê. Bạn bị kinh rồi. Rất là phê luôn. Cà rốt ăn rất là ngon luôn, ăn sống luôn. Tiếp theo giờ mình sẽ chấm với
tương ớt, cà rốt cho mất tương ớt để xem nó như thế nào. Đó, đúng rồi này. Đây. Rồi sẽ ăn luôn. Rồi. Rất là hợp ăn cà rốt nếu mà ăn với tớ rất là hợp luôn mà. Cay cay à, ngọt ngọt. Đúng khẩu vị luôn. Còn tiếp theo. Ôi. Mình ngại nhất là cái mắm tôm mình mà. Đó. Giờ mình phải chấm cái mắm tôm. À. Đủ vị. Vị này là kinh nhất này. Rất là ngán và rất mình sợ là mình nôn luôn. Ta mình sẽ chấm nha. Đó. Đó, để ra mắm tôm mình nha. Đó. Ok. Đó, các bạn này. Mình sẽ ăn luôn. Đó là thử thách thì mình không sợ gì. Ăn luôn. Ai khó tả mọi người ơi. Thật sự với các bạn luôn là mình ăn cái mắm tôm và chấm cà rốt này, cà rốt chấm với mắm tôm này, thật sự rất là nó có cái bụi vị rất là kinh luôn. Ăn nó kiểu mặn mặn này, nó cà rốt nó rất là ngọt nhá, ăn kiểu mặn thật sự buồn nôn thật. Ok, giờ mình tiếp tục với đây là quả ổi nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ chấm với là cà phê, ăn xem ổi chấm với cà phê. Đó. Wow. Mình sẽ ăn luôn nhá. Ăn rất là ngon. Sẽ chấm với tương ớt và ổi. Rất ngon. Chấm tương ớt rất ngon. Giờ mình sẽ chấm với mắm tôm. Trời ơi, các bạn ơi. Các bạn ơi. Mình sẽ lấy can đảm ăn cái này. Đây là một thử thách rất là khó. Thực sự luôn các bạn à, thử thách này. Ôi giời ơi. Mùi rất là kinh. Really nigga. Cảm giác mỗi khi mình ăn mình chấm với mắm tôm mình lại nuốt, ôi cảm giác rất là phê, ngon, khá ngon. Tiếp theo là mình sẽ vói bim ra, mình sẽ chấm với bim, bim với cà phê. Đó. Ngon. Ngon quá. Đó. Bim chấm với cà phê là hợp lý. Tiếp theo giờ bim mình sẽ chấm với tương ớt. Ngon, ngon, cay cay ngon. Ăn rất là ngon.
Lại đến thưởng thức món này, bim chấm mắm tôm. Đây là mắm tôm này. Chấm xem nào. Nói chung là quen mùi, nó sợ rồi. Vẫn cảm giác mặn. Mắm tôm này nói chung là một cái vị gì đó rất là khó để tả được, nó rất là kinh. Ok, tiếp theo giờ đến quả dưa chuột. Đó, dưa chuột mình đã cắt rồi, giờ mình sẽ cắt lại ha. Đó, các bạn mình sẽ cho với cà phê nhá. Ăn thử em mà nó ngon rồi. Đó. Đúng bài luôn các bạn. Rất là quay. Giờ mình sẽ chấm tiếp với là tương ớt. Đó, mình sẽ thử chấm với tương ớt xem nào nó như thế nào. Đấy. Đậm đà. Tiếp theo đây là mắm tôm. Ok, chấm với mắm tôm. Đấy cho mọi người nha. Ôi, hơi kinh hoàng luôn, ăn dưa chuột và chấm mắm tôm, ôi ôi. Khó nuốt thật, không thể tin được. Giờ còn lại là bưởi. Đây các bạn, đây là cái, đây là quả bưởi nha, đấy. Đó, mình sẽ lấy cái tép nó ra. Đó. Rắc vào. Nó chua chua này, đắng đắng. Ôi giời. Chấm với lại tương ớt. Đó, chấm đậm luôn, đậm đà luôn đấy. Mình sẽ ăn xem nào. Nó như thế nào? Vừa chua, ngọt, đắng, cay, đủ vị. Vậy. Tiếp theo cuối cùng lại là mắm tôm. Trời ơi, mắm tôm rất là ngon. Ôi trời ơi. Giờ mình sẽ chấm bưởi. Đấy, bưởi với mắm tôm. À. Đó. Đây luôn các bạn. Cái quả bưởi mà chấm với mắm tôm. Phát này là nôn thật. Không thể nuốt được. Ồ, rất là kiểu khó, kiểu khó ăn lắm. Mình cố nuốt rồi mà không được. Đó. Bưởi chấm mắm tôm kiểu nó có nước nha mà nó còn chua chua này, cho mắm tôm vào ấy, bưởi ơi nó thối mà. Khắm lắm. Không thể tả được. Sorry mọi người, mấy mình không ăn được bưởi với mắm tôm đâu, rất là khó. Đó, giờ tiếp theo đến lá bắp cải. Đó, cái lá bắp cải này vào trong
mình giờ mình sẽ chấm lá bắp cải này với cà phê ha. Đó. Xem nào, nó có vị gì? Bắp cải sống em. Ok. Thử luôn nè. Cố gắng hoàn thành cái clip này. Đó. Giờ mình sẽ chấm tiếp với lại cà chua. Sorry mọi người, đó mình sẽ chấm tiếp với lại tương ớt. Nó cứ nhìn này tưởng cà chua nhưng không phải. Đấy. Ăn mà hợp lý à, ngon mà. Tiếp bắp cải này chấm với là mắm tôm. Ôi ôi, giờ nghe cái mùi mắm tôm chắc tôi nôn luôn. Nhưng mà cố gắng nốt clip này đó. Còn sẽ ăn lấy mắm tôm chấm. Chấm mắm tôm chấm luôn. Đấy. Đấy. Đây á. Đi tín luôn. Mắm tôm rất là mặn mà rất là mùi. À, nhưng mà cái này ăn được. À, ăn được. Ăn đến đây là đủ rồi đấy mọi người ạ. Sắp nôn rồi đấy. Nếu mà các bạn nào có cái thử thách gì chấm tất cả mọi thứ thì hãy comment bên dưới video để mình thực hiện nha. Và bây giờ tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. À quên, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha.